Hôm nay là lần lọc ảo thứ tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Một số trường đại học đã xác định được sơ bộ về điểm chuẩn. Mặc dù chưa phải là kết quả cuối, nhưng cũng là thông tin hữu ích để các thí sinh tham khảo. 5 năm qua đã có nhiều đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm xả thải gây ô nhiễm hệ thống kênh Bắc Hưng Hải. Số tiền xử phạt lên tới hơn 60 tỷ đồng, nhưng ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm. Thú vị với ứng dụng phân tích nguyên nhân tại sao trẻ sơ sinh lại khóc, đạt hiệu quả lên tới 90%. Văn Dũng đạt 27 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Em đạt hai nguyện vọng đầu vào hai ngành đều của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Số điểm của em khá là suýt sao, chỉ cách 0,1 đến 0,2 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái. Và em thật sự là rất là mong rằng điểm chuẩn trường năm nay sẽ không tăng để có thể em vào được ngôi trường em yêu thích. Cái điểm ưu tiên giảm dần từ 22,5 về đến 0 khi đến 30. Tôi nghĩ rằng là cái điểm của các cái ngành cao, ví dụ như là từ 28 trở lên chẳng hạn, cái xác suất tăng nó sẽ thấp. Đấy, nhưng mà các cái điểm phía dưới ấy, thì có thể là nó sẽ ổn định. Càng gần tới ngày công bố kết quả, nhiều thí sinh càng sốt ruột, nhất là những bạn có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn của năm 2022. Em để em đuối hơn so với các năm khoảng tầm 0,1 thôi, nhưng em vẫn quyết định đăng ký nguyện vọng 1 tại vì em rất là thích cái ngành trong trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Em sợ nếu mà năm nay trường lấy điểm chỉ cần tăng lên một chút thôi thì em sẽ kiểu trượt nguyện vọng 1 và em rất là buồn. Sau lọc ảo sơ bộ, điểm chuẩn của trường Đại học Y Hà Nội không cao như dự đoán, đặc biệt là các ngành cạnh tranh cao như bác sĩ y khoa hay răng hàm mặt. Mặc dù là cái tổ hợp khối B, B0 năm nay thì khá là cao, tuy nhiên thì cái điểm chuẩn của những ngành cao nhất ấy thì không cao như là chúng ta dự đoán, thậm chí là còn thấp hơn. Ngành y khoa theo cái kết quả lọc ảo sơ bộ trong quãng từ 27,5 đến 28 điểm. Răng hàm mặt sẽ thấp hơn y khoa một chút, 27 đến 27,5 điểm. Sau khi hoàn thành quá trình lọc ảo, đầu tuần tới, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm trúng tuyển đợt 1. Theo cái dự đoán của chúng tôi thì một số ngành có khả năng nó ở cái mức giữ như năm 2022. Cũng có một số ngành thì nó có chiều hướng giảm, ví dụ như là ngành kinh tế hoặc là có thể là bên tài chính ngân hàng 3. USTH năm nay đánh giá là cái điểm chuẩn sẽ có khả năng là sẽ thấp hơn năm ngoái khoảng từ 0,5 đến 1 điểm. Các em thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào trong web của nhà trường để biết ngay điểm chuẩn ngay tuần sau. Thì các em có thể là bắt đầu đăng ký online về thủ tục nhập học trước để khi đến cuối tuần thì các em có thể là tham gia nhập học trực tiếp như trên giấy báo. Trước 17 giờ ngày 6 tháng 9, tất cả thí sinh bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Những ngày chờ đợi kết quả, nhiều thí sinh như Văn Dũng đã khăn gói ra Hà Nội, trải nghiệm cuộc sống ở thủ đô và ngắm nghía ngôi trường mình đăng ký. Thấp thỏm chờ đợi thông tin, quyết định đến tương lai học hành 4 năm sắp tới. Giai đoạn này với các thí sinh vừa tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ còn hai thời điểm quan trọng, đó là vào ngày 22 tháng 8 nhận kết quả điểm chuẩn và việc xác nhận nhập học đợt 1 vào những ngày đầu tháng 9 tới đây. Sau đó thường sẽ là khoảng thời gian xả hơi của các tân sinh viên. Thế nhưng có lẽ các em cũng sẽ sớm nhận ra rằng quãng thời gian sinh viên trôi qua thật nhanh, chẳng mấy lại đến lúc các em phải đối mặt với một áp lực mới như các anh chị Gen Z bây giờ đang đối diện, đó là áp lực tìm việc làm. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học lớn ở Hà Nội, cầm tấm bằng giỏi trên tay, đó vừa là vinh dự nhưng cũng là áp lực đối với chàng trai này. Họ không quan tâm đến tấm bằng của mình, lúc đó thì thật sự mình khá là sốc và khá là hụt hẫng, bởi vì cứ nghĩ rằng nếu như mà có tấm bằng giỏi, bản thân mình sẽ được dễ dàng có được một công việc ổn định giống như mình mong ước, nhưng mà sự thật không là thế. Kiên nhẫn, trông chờ vào tấm bằng đại học đạt loại giỏi ngành kinh tế chất lượng cao tại một trường đại học, sự thật phũ phàng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Mình đã rất khó khăn trong quá trình đi tìm việc, giải CV rất nhiều công ty khác nhau. Đến tận hơn 80 công ty thì chỉ có độ khoảng 1 phần 10 có phản hồi lại. Rất là ít công ty có phản hồi rằng mình phù hợp với cái công việc mà họ đang yêu cầu. Thế nên mình đã tìm đến cả những công việc trái với ngành học của mình. Thất nghiệp, làm trái ngành trái nghề sau khi ra trường cũng là nỗi lo chung của người trẻ hiện nay. Đa phần thì bọn em toàn đi làm kiểu trái với cái ngành mình học ấy ạ. Thế nên thành ra đến lúc bọn em ra trường thì không có kinh nghiệm. Ra trường xong phải đi xin việc làm thì nó cũng khó, tại có nhiều môi trường mới.
xong phải gặp nhiều người mới nữa nên nhiều lúc cũng bị áp lực ấy. Cơ bản mình vẫn chưa có kinh nghiệm về xin việc hay là mình chưa đi làm ở một nơi môi trường nào bất kỳ thì mình cảm thấy là sẽ hơi khó khăn. Mà với mức lương mới ra trường thì khả năng là khó để sống ở trên Hà Nội. Trên mạng xã hội, những hội nhóm tìm việc làm ngày càng nhiều với số lượng thành viên lên tới hàng trăm nghìn người. Nhưng đi kèm với nó là sự cạnh tranh và rủi ro cũng rất lớn. Mông lung khi đi tìm việc, mình cũng không thể ngờ được bị lừa vào một nơi đa cấp. Trong 2 năm vừa rồi thì mình đã nhận được tổng cộng khoảng hơn 8.000 CV. Nhu cầu của các bạn thì nó vẫn rất là lớn. Các bạn không chỉ phải cạnh tranh với chính những cái bạn vừa mới ra trường giống mình mà còn phải cạnh tranh hẳn với những cái anh chị đã có 1, 2, 3 năm kinh nghiệm. Bởi vì đây, thời điểm này là thời điểm kinh tế tương đối khó khăn. Các doanh nghiệp cũng đã cắt giảm nhân sự hoặc là ngừng tuyển. Rõ ràng là các bạn phải cạnh tranh nó không những gay gắt mà nó còn khốc liệt hơn những năm trước rất là nhiều. Bằng có trong tay nhưng vận may có tới cũng vẫn là câu hỏi lớn của nhiều người trẻ đang chật vật để tìm kiếm công việc phù hợp hiện nay. Để thu hút giáo viên về các vùng khó khăn, tỉnh Yên Bái đã có chính sách hỗ trợ 100 triệu đồng cho một giáo viên. Tuy nhiên, đến nay thì tỉnh vẫn chưa tuyển được trường hợp nào. Khó tuyển dụng giáo viên cũng là thực trạng chung của các địa phương hiện nay. Báo cáo tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới vừa diễn ra chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm học vừa qua số giáo viên của cả nước đã tăng gần 72.000 người. Tuy vậy, năm học mới tình trạng thiếu giáo viên vẫn rất nghiêm trọng. Cả nước thiếu hơn 118.000 giáo viên, thiếu nhiều nhất là bậc mầm non rồi đến tiểu học. Tại hội nghị hôm nay, Thủ tướng đã yêu cầu nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non, giáo viên ở vùng sâu, vùng xa. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo tuyển dụng giáo viên. Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra các địa phương bảo đảm mức chi tối thiểu 20% ngân sách cho giáo dục. Thành phố cũng đã đẩy mạnh thực hiện. Sẽ không cho bán SIM điện thoại tại các đại lý như hiện nay. Đây là một trong những phương án được đại diện cơ quan quản lý đề xuất và sẽ sớm thực hiện trong thời gian tới. Theo thống kê, mỗi ngày trung bình có 60.000 SIM điện thoại mới được bán ra thị trường. Việc mua SIM rác rất dễ dàng tại các cửa hàng và trên cả mạng xã hội. Khi người dân dễ dàng mua ở các cửa hàng bán lẻ thì không ai có thể đối soát được thông tin, giám sát và chịu trách nhiệm về tính chính chủ của SIM thì SIM rác tràn lan dẫn đến các cuộc gọi rác, cuộc gọi quảng cáo vẫn luôn là vấn đề nhức nhối. Các cái đại lý như vậy là vẫn có cái tình trạng kích hoạt sẵn và bán thị trường. Thì tới đây có thể nếu mà vẫn còn vi phạm cái tình trạng đấy có thể Bộ Truyền thông chúng tôi sẽ đề xuất để chặn không cho bán các đối với các cái kênh phân phối đó nữa. Cái thứ hai là không cho khuyến mại tràn lan gây ra như vậy là các cái cuộc gọi miễn phí rất là rẻ tạo nên các cuộc gọi rác đến khách hàng. Ở trên mạng xã hội thì một chiếc điện thoại với một tài khoản cá nhân của tôi được tính là một mắt xem hay được gọi là một lượt tương tác. Vậy thì đây ạ, hàng chục, thậm chí là hàng trăm chiếc điện thoại hoạt động 24/24 giờ theo cùng một nội dung mà tôi soạn ra thì nó sẽ giúp tăng lượng tương tác nhanh chóng như thế nào trên nền tảng mạng xã hội. Một dàn máy khoảng 150 chiếc điện thoại tương đương với 150 nhân viên mẫn cán. Nhưng chỉ cần hai người điều khiển. Nông trại điện thoại hay còn gọi là phone farm là thiết bị không xa lạ trong cộng đồng chuyên mua bán lượt tương tác trên mạng xã hội. Một hệ thống gồm hàng loạt những chiếc điện thoại cũ và chỉ cần cài một ứng dụng duy nhất thì tất cả điện thoại sẽ nhận lệnh điều khiển giống hệt nhau như là đọc thông báo, kết bạn, tương tác, xem video, tham gia nhóm, thậm chí là cả những thủ thuật phức tạp như là đổi mật khẩu. Khác với việc tăng tương tác ảo ồ ạt như trước đây, hệ thống này đã được các lập trình viên cài đặt để qua mặt sự truy quét có nền tảng. Cái lượt view tăng rất là nhanh, nó không tự nhiên dẫn đến là bị các nền tảng nó sẽ đánh giá thấp lượt view đó. Bên mình đã tùy chỉnh những cái hành vi, tức là những cái thao tác trên điện thoại làm sao giống hành vi người dùng nhất và giúp cho cái lượt view nó tăng một cách tự nhiên nhất. Hiện trên mạng xã hội, dịch vụ phone farm được quảng cáo công khai với các tính năng như là tăng tương tác, giúp gia tăng đơn hàng, giúp người kinh doanh bán được nhiều sản phẩm hơn. Hiện thì mô hình này còn được cải tiến thành những chiếc hộp nhỏ gọn hơn. Điện thoại cũng gỡ bỏ một số bộ phận như là pin, vỏ máy nhằm tối ưu hóa hoạt động. Dịch vụ tăng tương tác ảo đã nhiều lần bị Facebook xiết vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Trong khi đó, điều khoản của các nền tảng như là YouTube, TikTok cũng cấm sử dụng công cụ tự động để tăng lượt xem và bình luận. Vì thế mà những hệ thống như thế này cũng luôn phải chịu rủi ro khi bị các nền tảng truy quét. Lỗi mà nền tảng quét thì lỗi cơ bản nhất vẫn là lỗi bất thường. Nguyên một tháng chúng ta chỉ làm một số cái hành vi nhất định
và chúng ta không thay đổi thì đấy cũng là một cái dấu hiệu bất thường. Về bản chất, FunFarm lợi dụng cơ chế đề xuất của các nền tảng mạng xã hội, đó là nếu có nhiều tương tác cho một nội dung thì nền tảng sẽ phổ biến nội dung đó rộng rãi hơn đến với người dùng. Vì vậy mà nếu như nó bị lợi dụng cho mục đích xấu như là lan truyền tin giả hay các nội dung bôi nhọ xấu độc thì sẽ là mối nguy cho cộng đồng. Kênh Bắc Hưng Hải là hệ thống kênh thủy lợi lớn nhất miền Bắc. Nhưng theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì nguồn nước ở kênh này đã tới giới hạn đỏ, ô nhiễm cả về phạm vi lẫn mức độ. Nguyên nhân chính là do nhiều cống nước thải sinh hoạt, cụm làng nghề, cơ sở chăn nuôi đang hàng giờ đổ thải vào hệ thống kênh Bắc Hưng Hải. Tìm hiểu của phóng viên chúng tôi. Đây là kênh Kim Sơn, nơi giáp danh giữa thành phố Hà Nội với bên kia là tỉnh Hưng Yên. Tại dòng sông này đang có hai màu nước rõ rệt. Một bên là màu đỏ của phù sa. Còn bên này, các bạn cũng có thể thấy nước thải từ sông Cầu Bây của thành phố Hà Nội. Nước một màu đen như mực. Vì nguồn nước này, bà Diên, một hộ dân sống tại xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, cho hay giờ không ai dám dùng nước ô nhiễm từ kênh Bắc Hưng Hải để tưới vườn. Nhưng những cánh đồng lúa thì buộc phải dùng vì không còn nguồn nước nào khác. Nước sông tháng 12 độ ải có thể là nước nó chảy bọt cao phải hàng 2 mét, chúng tôi vẫn phải bơm lên đồng để mà lấy nước để cho làm ải. Đây là thời điểm một cơn mưa lớn vừa ngớt, tức là nước sông đã được nước mưa pha loãng. Nhìn bằng mắt thường, tưởng như dòng kênh Bắc Hưng Hải đã không còn ô nhiễm. Nhưng không phải vậy. Đây là số liệu quan trắc tầng đáy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương. Chất lượng nước hôm nay thì theo những cái thứ nhất là mình theo dõi ở bờ sông với lại các cái mẫu đo ở trong trạm ấy đều ghi nhận thấy là nước hôm nay là có trạng thái nước đục, hàm lượng oxy trong nước cũng biến động, hàm lượng là nó tương đối thấp. Nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm nước trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải gồm có nước thải từ chăn nuôi, làng nghề và hoạt động y tế khoảng 10%, nước thải công nghiệp và các loại hình kinh doanh dịch vụ khác chiếm gần 18%. Nguồn nước gây ô nhiễm chính cho hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải là nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình và các cơ sở sản xuất ven sông chiếm hơn 2/3. Từ điểm lấy nước đầu tiên ở sông Hồng tại cống Xuân Quan, thành phố Hà Nội, cách đó chừng 500m, kênh Bắc Hưng Hải đã bắt đầu tiếp nhận nguồn thải từ thành phố Hà Nội. Các hộ dân sống hai bên bờ sông này buộc phải sống chung với ô nhiễm trong nhiều năm. Trước khi mời quý vị đi sâu tìm hiểu về những giải pháp để cứu dòng kênh này, thì bây giờ mời quý vị cũng điểm qua một vài những thông tin chính về hệ thống kênh Bắc Hưng Hải trước đã. Hệ thống Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải được hoàn thành cách đây hơn 60 năm. Chiều dài dòng chính là hơn 230 km và trên 2.000 km dòng nhánh và kênh các loại. Công trình này phục vụ đa mục tiêu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh, liên quan tới đời sống của hàng triệu người dân. Lưu lượng xả thải của dòng kênh này ước tính gần 440.000 mét khối một ngày đêm. Các bộ ngành và chính quyền của các địa phương đã triển khai nhiều nhóm giải pháp, thế nhưng đến nay thì nhiều khu vực trên tuyến kênh này vẫn đang trở thành dòng kênh chết. Hiện nay thì có hơn 400 điểm xả nước thải chính chảy vào hệ thống thủy lợi này, lưu lượng khoảng 5 mét khối một ngày đêm trở lên. Các điểm này thì đều đã được lập hồ sơ quản lý. Hơn 60 cơ sở có nguồn nước thải lớn gây ô nhiễm môi trường cũng đã được theo dõi. Như vậy tính ra các điểm xả thải ra dòng kênh này đã được khoanh vùng. Nhưng vì sao chất lượng nước sông vẫn đang báo động? Do cái áp lực của cái tăng trưởng kinh tế hoạt động từ các cơ sở sản xuất, rồi là các làng nghề, rồi kể cả hộ, quy mô hộ. Cho nên là cái nước thải thì nó đã thải ra và nó đưa vào đấy là chính. Và chính cái áp lực nước thải nó vượt qua ngưỡng cho phép, cho nên nó gây ra cái ô nhiễm. Với mức độ biến đổi khí hậu hiện nay thì các dòng sông đều hạ thấp, đặc biệt hệ thống sông Hồng có tới nơi hạ thấp tới gần 2 mét thì làm cho cái hệ thống mà tiếp nước cho hệ thống Bắc Hải cũng lại khi đặc biệt trong mùa khô thì gần như là không có. Đặc biệt là cống Xuân Quan. Ngày trước đây thì nước tự chảy vào cái hệ thống sông Kim Sơn để làm sao mà duy trì dòng chảy tối thiểu và cung cấp nước cho hệ thống Bắc Hải. Nhưng bây giờ trong mấy tháng mùa khô, 2 đến 3 tháng mùa khô thì gần như không có cái tự chảy được.
Tính trong 5 năm trở lại đây, các bộ ngành có liên quan và chính quyền của các địa phương đã tổ chức nhiều đợt cao điểm để kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan tới việc xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống Bắc Hưng Hải. Tổng số tiền xử phạt cũng đã lên tới hơn 60 tỷ đồng. Nhiều hành vi vi phạm bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất giặt sấy này ở tỉnh Bắc Ninh đã bị Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang, đang có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra hệ thống kênh Bắc Hưng Hải cách đây hơn một năm. Cũng thời gian này, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện công ty phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối tại tỉnh Hưng Yên có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ra ngoài môi trường vào kênh tiêu Trần Thành Ngọ, sau đó chảy vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Đây là hai trong số hàng trăm vụ việc đã bị Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phát hiện, đấu tranh và xử lý trong thời gian qua. Riêng trong năm 2022 đến nay, thì Cục đã tổ chức 6 đợt cao điểm phát hiện đấu tranh xử lý 565 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 20 tỷ đồng, tăng 270% so với năm 2021 về số vụ và tăng gần 100% về số tiền phạt. Cái kết quả xử lý này thì năm sau thì đều cao hơn năm trước, kể cả về số vụ và số tiền. Và đến nay chúng tôi cũng đã có những đơn vị vi phạm là đã đình chỉ cái việc hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Cùng với lực lượng cảnh sát môi trường của Bộ Công an và Công an các tỉnh thành, Bộ Tài nguyên Môi trường và 4 tỉnh thành cũng đã đồng loạt vào cuộc kiểm tra. Bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số điểm xả thải từ trên 1.800 điểm giảm xuống còn 400 điểm. Bộ Tài nguyên Môi trường tập trung vào cái việc là kiểm soát cái nguồn thải từ các cái khu công nghiệp và cụm công nghiệp, có cái hướng dẫn quy định rất cụ thể là quy định trách nhiệm của các bộ ban ngành và địa phương theo nguyên tắc là cấp nào cấp giấy phép thì cấp đó thực hiện cái việc kiểm soát, giám sát. Với sự vào cuộc của các bộ ngành và chính quyền địa phương, tình trạng ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất công nghiệp đã giảm, nhưng nỗi lo của những người dân ven kênh này thì vẫn còn đó. Vào mùa kiệt, mức độ ô nhiễm tại hệ thống này ngày càng gia tăng. Nước sông Hồng không chảy vào được hệ thống Bắc Hưng Hải. Hàng nghìn hộ dân ven sông vẫn phải sử dụng nước ô nhiễm. Dù có thời điểm trong năm, cơ quan chức năng đã cảnh báo nguồn nước không đảm bảo cho tưới và sản xuất nông nghiệp. Vâng, hòn chống mái được xem là một biểu tượng của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, được hình thành qua hàng triệu năm phong hóa của đá vôi, nước biển và gió. Hiện nay, danh thắng này đang xuất hiện ngày càng nhiều các khe nứt do sự bào mòn của tự nhiên. Việc bảo tồn công trình thiên nhiên độc đáo này đang là vấn đề được các chuyên gia địa chất quan tâm chú trọng. Hòn chống mái được chia thành 40 khối, theo các hệ thống khe nứt có kích thước khác nhau, 11 khối ở hòn trống và 29 khối ở hòn mái. Qua nhiều năm chịu tác động của thiên nhiên, hiện tại hệ thống khe nứt đang phát triển mở rộng. Phần chân hòn trống mái cũng đang dần bị ăn mòn. Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của hòn trống mái. Đó có thể là sóng, gió, dòng chảy, thủy triều hoặc đơn giản hơn là thực vật. Lúc này, tỉnh Quảng Ninh đã đề ra nhiều giải pháp để có thể bảo vệ cho biểu tượng du lịch này. Tháng 3 năm 2022, tỉnh đầu tư gần 3,5 tỷ đồng mời Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề ra giải pháp. Các chuyên gia đến từ Na Uy và Bỉ cũng đã được mời sang phối hợp thực hiện. Hiện giờ 6 trên 6 nhiệm vụ thì cũng đã hoàn thành. Dự kiến tới đây là 25 tháng 8 thì chúng tôi sẽ tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ đề tài cơ sở cấp cơ sở. Sau hơn một năm nghiên cứu, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã đưa ra nhiều giải pháp bảo tồn hòn chống mái như sử dụng công nghệ phun vẩy bê tông đặc biệt kết hợp cùng sợi polymer để chống lại tốc độ ăn mòn, sử dụng neo, gắn kết các khối đá lại với nhau, dùng các vật liệu phù hợp để bịt các khe nứt, xây các bệ chống cho hòn chống mái và khống chế các tàu thuyền giữ khoảng cách tối thiểu 50 mét, tốc độ tàu dưới 10 km một giờ trong bán kính 200 mét. Trong các cái nghiên cứu của chúng tôi thì đấy là các cái cốt lõi chúng tôi đề cập đến là chúng ta cần phải giữ vững và phải giữ được cái gần như nguyên trạng cái tính thẩm mỹ của cái hòn chống mái, và tôi nghĩ là chúng ta đang tiến đến cái
cái đích đấy. Chúng tôi cũng đã trao đổi và với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long và cũng được biết là hiện nay Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng đang phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học Công nghệ để đưa ra để nhận diện chính xác được những cái tác động như nào để và giải pháp cụ thể như thế nào trong cái việc bảo tồn hòn trống mái. Việc khống chế các tàu thuyền giữ khoảng cách và tốc độ với hòn trống mái đã được Ban Quản lý Vịnh Hạ Long thực hiện. Cuối tháng này, các giải pháp bảo tồn hòn trống mái sẽ được nghiệm thu và chọn ra phương án hợp lý nhất để triển khai thực hiện. Tỉnh Quảng Ninh cam kết chuẩn bị đủ nguồn lực để bảo tồn biểu tượng du lịch theo đúng quy định của UNESCO. Tiêu điểm của Hội nghị Robot Thế giới 2023 là các công nghệ mới giúp nâng cấp các biểu cảm và cử chỉ của robot giống con người. Với việc tích hợp hệ thống motor tiên tiến nhất, các khớp nối của robot chúng tôi có thể chuyển động nhuần nhuyễn một cách tự nhiên, bao gồm cả biểu cảm trên khuôn mặt. Chúng tôi cũng nâng cấp toàn diện về dáng vẻ của robot, sao cho chúng có thể hiển thị trên khuôn mặt một cách tự nhiên, từ niềm vui, nỗi buồn hay các loại biểu hiện cảm xúc khác đều được thể hiện một cách tự nhiên. Sự xuất hiện của một loạt robot với khuôn mặt hệt như con người có thể biểu hiện, bộc lộ mọi trạng thái cảm xúc qua nét mặt tại triển lãm đã thu hút rất đông sự chú ý của khách tham quan triển lãm. Tôi thấy chúng trông như thật, bao gồm cả đôi mắt và các cử chỉ. Các chuyển động của cánh tay khá chân thực, khác hẳn so với trước đây. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, robot sẽ dần thay thế một số công việc lặp đi lặp lại. Nếu tận dụng tốt thì chắc chắn là robot sẽ giúp chúng ta nâng cao năng suất làm việc hiệu quả hơn. Các nhà sản xuất năm nay cũng giới thiệu một loạt các robot tự động trong ngành sản xuất ô tô và một số loại robot cứu hộ tại các khu vực thảm họa. Hội nghị Robot Thế giới lần đầu ra mắt năm 2015, đến nay đã trở thành sự kiện quốc tế quan trọng nhất trong ngành công nghiệp robot. Hội nghị được xem là cơ hội để các công ty và cá nhân giới thiệu những sản phẩm cũng như công nghệ có tiềm năng thay đổi thế giới loài người. Do đó, luôn thu hút sự quan tâm của du khách, chuyên gia, học giả từ các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. Hội nghị Robot Thế giới 2023 được tổ chức cả trực tiếp lẫn trực tuyến và sẽ kéo dài đến ngày 22 tháng 8. Đối với những gia đình có trẻ sơ sinh, chắc hẳn là quý vị sẽ thường xuyên bối rối khi mà thấy trẻ khóc mà không thể tìm ra nguyên nhân. Để giải quyết vấn đề này, một cô gái người Palestine đã phát triển ứng dụng có thể phân tích nhu cầu của trẻ sơ sinh thông qua tiếng khóc. Làm chị của hai em bé sinh đôi và một bé sơ sinh, việc thấy các em quấy khóc liên tục là điều cô chị Layali Khatib không thể tránh khỏi. Thấy rằng việc hiểu nguyên nhân tại sao các bé lại khóc sẽ giúp mẹ thuận tiện hơn khi chăm sóc các em. Layali, 15 tuổi, đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích âm thanh tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Layali đã xác định được các nguyên nhân khiến cho trẻ khóc như đói, buồn ngủ, đau hoặc tã ướt. Đây là ứng dụng hướng dẫn làm mẹ. Chúng ta mở ứng dụng, bấm vào micro. Khi bé khóc, chúng ta bấm ghi âm. Ứng dụng sẽ thu âm tiếng khóc của bé, phân tích và sau đó cho chúng ta biết lý do khiến em bé khóc và cha mẹ sẽ cần phải làm gì. Layali bắt đầu phát triển ứng dụng hướng dẫn làm mẹ từ năm 2019. Em cho biết ứng dụng của mình đạt độ chính xác lên đến 93% đối với trẻ sơ sinh đến 18 tháng tuổi. Hiện mẹ của Layali cũng đang sử dụng ứng dụng này và bà rất hài lòng. Tôi không phát triển ứng dụng của mình dựa trên các ứng dụng tương tự, mà tôi phát triển nó dựa trên một vấn đề mà tôi đang mắc phải, đó là tôi có quá nhiều em nhỏ. Ứng dụng này không chỉ cung cấp cho các bà mẹ thông tin các loại tiếng khóc khác nhau để so sánh, mà nó còn hướng dẫn xem người mẹ cần phải làm gì với mỗi nhu cầu của em bé. Với hy vọng cải tiến ứng dụng hiện tại của mình và phổ biến nó trên toàn thế giới, Lely đang có kế hoạch phát triển một ứng dụng mới có thể chẩn đoán chứng tự kỷ. Cô gái trẻ này hy vọng rằng đó là một bước tiến lớn trong việc giúp các bậc phụ huynh và trẻ em có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại Việt Nam hiện chưa có chế tài để quản lý dịch vụ nông trại điện thoại nên tính pháp lý của dịch vụ này thì vẫn đang để ngỏ. Thế nhưng bản thân các nền tảng mạng xã hội cũng luôn tìm cách để hạn chế những lượt view ảo, tương tác ảo từ những nông trại điện thoại này. Mọi chiêu trò gian lận thì đều không mang lại kết quả bền vững. Tin quốc tế, tập đoàn bất động sản hàng đầu của Trung Quốc Evergrande vừa nộp đơn bảo hộ phá sản lên tòa án Mỹ. Mới đây nhất, tập đoàn bất động sản tư nhân hàng đầu của Trung Quốc khác là Country Garden cũng đang cân nhắc các phương án xử lý nợ khiến cho nhiều người lo ngại những bất ổn trong lĩnh vực bất động sản có thể lan sang
cả những lĩnh vực khác. Chi nhánh của tập đoàn Everender tại Mỹ là Tenchi Holding và Sinori Journey đã đệ đơn lên tòa án ở New York xin được bảo hộ phá sản theo chương 15 của luật phá sản tại Mỹ áp dụng với các công ty nước ngoài. Động thái này nhằm bảo vệ những tài sản của tập đoàn tại Mỹ để tìm kiếm một thỏa thuận tái cấu trúc nợ với các chủ nợ. Tháng 3 năm nay, Everender công bố kế hoạch tái cấu trúc nợ với các chủ nợ, nhưng ít chủ nợ quốc tế đồng ý. Trong hồ sơ, Everender cho biết các cuộc đàm phán tái cấu trúc với các chủ nợ đang được tiến hành ở Hồng Kông, Trung Quốc, quần đảo Cayman và quần đảo Virgin của Anh. Thông tin sơ bộ trong 2 năm 2021 và 2022, tập đoàn đã lỗ 81 tỷ đô la Mỹ, càng khiến giới đầu tư lo lắng về tính khả thi của tái cấu trúc nợ. Mới đây, Everender bị cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc cảnh báo vì nghi ngờ trong công bố thông tin. Everender từng là tập đoàn bất động sản hàng đầu ở Trung Quốc trước khi bị phanh phui khoản nợ hơn 300 tỷ đô la Mỹ hồi năm 2021. Đại diện pháp lý của Everender hiện không đưa ra bất cứ bình luận nào về các thông tin liên quan đến vụ việc. Các chuyên gia cho rằng việc đệ đơn lên tòa án Mỹ là một trong những cách mà Everender trì hoãn quá trình trả nợ để đàm phán tiếp với các chủ nợ. Chính phủ Trung Quốc chưa có động thái gì vì theo các nhà phân tích thì đây là việc của doanh nghiệp vận hành theo kinh tế thị trường. Và sự việc này trước mắt chưa ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản của Trung Quốc và người mua. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo mực nước biển phía Tây và Nam Thái Bình Dương dâng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Báo cáo thực trạng khí hậu phía Tây và Nam Thái Bình Dương cho thấy mực nước biển một số nơi trong khu vực đã tăng khoảng 4mm một năm. Điều này đồng nghĩa với việc các đảo vùng trũng như là Tuvalu và quần đảo Solomon dần dần bị ngập úng, đất nông nghiệp và sinh sống bị phá hủy, trong khi những vùng không có người sinh sống cũng không thể sơ tán lên các vùng cao hơn. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo sự trở lại của hiện tượng El Nino sẽ còn tác động mạnh đến tình hình khu vực. Theo đó, hiện tượng này có thể kéo theo các điều kiện thời tiết bất ổn, nhiệt độ cao hơn, sóng nhiệt đại dương và tình trạng tẩy trắng các dạng san hô ở các khu vực Tây và Nam Thái Bình Dương.